Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục tiến hành cập nhật sơ về tình hình dự án tái khởi công Sài Gòn One Tower nằm ngay góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Thì theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi thì hiện nay thì đơn vị thi công đã tháo dỡ xong hoàn toàn cái phần kính cũ, cái bề mặt mà có hình cong các bạn. Còn một số khu vực thì như là hình phẳng, hình hộp thì chưa tháo dỡ. Hiện nay các bạn đang nhìn hình ảnh các bạn đang xem, tôi mới cập nhật sáng nay ngày 7/6/2022. Thì đơn vị thi công cũng đang tiến hành lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đấy, những cái đường ống dẫn ở một số tầng. Và đơn vị thi công vẫn đang tiến hành xử lý và gia cố thêm cái phần bê tông ở một số khu vực. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của dự án. Mời các bạn đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Hiện nay đơn vị thi công chính thức đã là Cofico rồi, như ở những video trước tôi đã cập nhật rồi. Còn chủ đầu tư vẫn là Vivaland, thành viên ngân hàng thương mại phần Sài Gòn. Hiện nay đơn vị thi công đã gắn thêm một cái vận thang thi công tăng cường phía bên mặt đường Hàm Nghi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát và theo dõi tiến độ của công trình và cập nhật để các bạn nắm bắt được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.